Hello, hello. Xin chào cả nhà thân yêu nha. Mình là kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ. Xin kính chào cả nhà. Hiện giờ là mình đang ở chỗ tên là Green Bank Garden Center, thuộc thành phố Isanti, của tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Thì cái chỗ này nó bán cây trồng cho mùa hè quý vị. Ngoài ra thì nó có nguyên cả một cái vườn hoa sunflower, hoa mặt trời nữa. Thì bữa nay là ngày nghỉ của mình cho nên mình chở Hai đứa gia mình đình đây. đi đi vòng vòng ở chỗ này chơi. Thì mỗi người mà muốn vô cửa hơn hơn 5 tuổi là đều phải trả 6 đồng một người hết nha quý vị. Đây là cái chỗ đi vô mua vé. Đây là chỗ vô mua vé, đoạn đi vô mỗi người 6 đồng một người. Mà quý vị thấy nguyên một cánh đồng mà toàn là hoa mặt trời không à, đẹp không? Đây là lần đầu tiên mình tới đây luôn nha quý vị. Wow, quá đẹp, quá đẹp. Mỹ đâu người ta đi nhiều lắm nào quý vị, đó người ta đi tới người Đi vô ta đi, chụp vô đi, vô. hình quay phim đồ quá trời. Ok rồi, mời quý vị cùng đi với mình nha. Ok, ngoài ra người ta còn bán chả giò nữa nè quý vị. Rồi bán chỗ này là bán đồ nướng barbecue nữa nè. Thì mọi người đều phải có ý thức là đứng cách xa nhau khoảng 2 mét, rồi đeo khẩu trang khi mà đi mua đồ ăn. Đó. Rồi chỗ này thì nó có bán cheese curds cho người ta ăn. Ngoài ra còn có bán nước nữa, 50 cent một một chai nước. Nó không có cho đồ mang đồ ăn ở ngoài vô. Đồng hoa mặt trời, yeah. Bữa nay thời tiết nói là mưa đó nhưng mà chắc mưa ở chỗ khác chứ ở chỗ ngay đang ở thì không có mưa nè quý vị. Nguyên một cánh đồng hoa mặt trời vui lắm. Cái bông này nó già nhất rồi nè quý vị. Đó, nó đó, ở trong là nó có từng hạt đó, quý vị. Đó. Ông tha hồ hút mật luôn nè, đó có con ông đang hút mật. Quý vị thấy không? Đó, ông đang hút mật đó. Ông mà nó gặp cái rừng cái nguyên cái cánh đồng hoa này tha hồ nó hút mật. Nó có từng luống vậy nè quý vị đó. Quý vị thấy không? Từng luống vậy. Đây là một hàng nè, đó, một hàng nó dài tút lút ở dưới luôn, dài 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 tút lút ở dưới luôn. Là một hàng là nó bắt đầu từ đây nè, từ cái cây này nè, từ cây này nè, từ cây này nè. Delight là Memorial Bench, là nó có cái đường đi vô, có ghế ngồi.
Oh, somebody make cái mặt buồn nè. Có cái mặt buồn. Đây là cái hoa đó, hoa hoa mặt trời lúc nó còn nhỏ nè quý vị. Nhỏ rồi cái nó bự bự từ từ nè đó, rồi cái nó bự bự từ từ, nó lớn lớn từ từ, đây nó lớn lớn từ từ, rồi cái nó lớn lớn từ từ, lớn lớn từ từ, à đây là nó lớn hơn nữa, nó lớn hơn nữa, rồi cái nó nở bự hơn nữa nè quý vị, đó nó nở bự hơn nữa. Cái hoa này là nở quá bự luôn, quá bự luôn. Ong mà nó gặp cái rừng hoa này nó khóa nè, đó con ong bumblebee đang đang hút mật hoa này. Trời cao thiệt á. Cái cây hoa mặt trời này cao quá ha. Cây này cao quá trời luôn nè. Ở đây nó có giống như máy phát điện, máy phát điện nó hơi ồn. Quý vị thông cảm nha, ở đây nó có cái máy phát điện, máy phát điện cho cái xe này. Trải nghiệm hoa mặt trời nguyên một cánh đồng luôn nè, coi đã luôn nè, người ta đi coi quá trời luôn nè quý vị đó, thấy không? Lần đầu tiên mình mới tới đây mình coi á, có một cái cánh đồng hoa hoa oải hương nữa, kêu là hoa lavender màu màu tím á, nghe nói đẹp lắm mà. Nghe nó chạy xe tới tới đó khoảng 3 tiếng đồng hồ mới tới mà. Để bữa nào mình xiên xiên mình chạy lên đó thử, để rồi mình làm video cho quý vị coi. Cây này tự nhiên có mình nó cao quá trời luôn nè. Maybe over 2 mét luôn hả? Hơn 2 mét. Thấy không, lâu lâu cái nó một cái có một cái cây cao hơn là cao. Mỹ này leo lên cái xe truck cho vui nữa. Sâu vô cánh đồng của hoa mặt trời. Ở cái khúc này là cái khúc mà nở hoa rồi nha quý vị. Còn cái khúc này nè, trời ơi,
Chỗ này là chỉ có nụ không thôi nha quý vị, chỗ này chỉ có nụ thôi nè. Chỗ này nụ hoa thôi nè, quá trời luôn. Chỗ này chỉ có một bông hoa này là duy nhất thôi nè, còn bao nhiêu là nụ không nè quý vị. Mấy quý vị coi cái nụ của nó nè, bự không? Đó, cái thân của cái cây hoa hoa sunflower này á, thì nó cũng có lông lông giống như là cái thân rau bí đỏ của mình hay ăn đó quý vị. Nó cũng lông lông vậy đó. Oh, wow. Nguyên một cái cánh đồng khu này toàn là nguyên một cái cây mà nó chưa có ra hoa nha quý vị, chỉ có nụ thôi nè. Nụ quá trời nụ luôn. Cái này chắc khoảng tuần sau ha, tháng sau gì nó nở hả? Bạc bạc ngàn luôn. Thỉnh thoảng mới có một cái hoa nó nở lên nha quý vị. Nè, mới có một cái hoa. Còn bao nhiêu là nụ không? Đó, thấy không? Nụ hoa không, thấy không? Nguyên cả cánh đồng toàn nụ hoa không. Đây nè quý vị, cái này là nó muốn nở đây nè, đó từ cái nụ giống vậy nè. Đó là bắt đầu nó muốn nở rồi nè. Đó, nó mới nở búp búp là vậy đó. Chắc ngày mai ngày mốt là nó nở ra từ từ nhỏ nhỏ rồi cái từ từ nó bự 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 lớn lên. Còn phía bên chỗ cái chỗ này nè quý vị. Chỗ cái đó đó là cái cánh đồng bắp nha quý vị, bắp đó trổ cờ rồi đó. Còn từ cái khúc này trở lại đây á là hoa hướng dương, hoa mặt trời. Đó, khu này là toàn là nụ không, còn ở phía trên kia là chắc nó trồng trước á, cho nên là khu trên đó thì toàn là lập bông không, là nó đã nở hoa rồi, còn chỗ này thì nó chưa có nở hoa, chỉ là nụ không. Bạc ngàn bát ngát, bao la bát ngát. Lâu lắm rồi mới đi đường đất, đi bộ ra ngoài đường đất. Ở Việt Nam đi chân không ra vườn ra đất không. Ở bên này toàn là mang giày mang vớ, mùa đông thì mang vớ mang giày mang vớ, 9 tháng mùa hè mới được mang giày sandal, rồi mà bữa nay mới đi ra vườn mà đi xuống nền đất. Đó. Nãy giờ là khu bên trái này, khu bên phải của tay trái, bên tay nãy giờ là bên tay phải của mình, bây giờ là bên tay trái của mình. Nó cũng toàn là nguyên một vườn toàn là hoa hướng dương mà nó chỉ có nụ thôi nha quý vị. Thỉnh thoảng mới chỉ có một cái bông, hai cái bông ra. Đó, đây, hai cái bông. Ồ, con ong này nó khoái quá, mới nở cái nó lại, nó hút mật rồi. Cánh đồng này ong tha hồ tới nút hút mật. Đó, thỉnh thoảng mới có một cái bông đẹp. Hai bông. Nào quý vị, cái này nó sắp nở rồi nè, đó. Đó, nó hơi vàng vàng rồi nè, đó, chân nó. Ồ, cái này chắc còn trẻ hơn cái đó nữa. Cái này nó mới hơi xíu xíu vàng. Ở đây thì mình thấy nó hơi vàng vàng. Ở đây thì nó mới hơi cánh vàng nó nhú lên từng giai đoạn hết. Đó, đây là cánh đồng bắp nha quý vị. À, bắp trổ cờ nè, có trái rồi hết rồi nè.
Nè, trái bắp này bự chưa? Nó bắp nè, bắp bắp bắp. Bắp của người ta, này bắp Mỹ quý vị. Này là bắp Mỹ chứ không phải bắp 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 nếp giống Việt Nam. Bên tay trái của mình là cánh đồng bắp, bên tay phải của mình là cánh đồng hoa hướng dương. Cánh đồng hoa hướng dương đang ở Green Bank Garden Center thuộc thành phố Ascenty, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Bên đây là cánh đồng bắp. Bạc ngàn bao la bát ngát luôn. Nãy giờ là những cái cây mà nó cao hơn mình nha quý vị, còn đây là những cái cao mà nó thấp hơn mình nè, từ dưới đất nè lên trên đây nè, nó thấp mà nó cũng có nụ nữa nè quý vị, hay không? Cây hoa hướng dương còn thấp nè mà nó cũng có nụ nữa nè, hay thiệt á chứ. Cái khúc này là hồi nãy mình cái tấm tay mình chỉ là cái khúc hồi nãy là mình đã đi tới rồi đó, là mình đi một vòng là hồi nãy là nó có hoa ở chỗ này, là cái khúc trên đó là nó có hoa, khúc dưới là nó mới có nụ thôi, nó chưa có hoa, chắc tuần sau nó mới nở hoa. Lần đầu tiên đi trải nghiệm đi ra farm của hoa hướng dương, trải nghiệm cho mấy đứa nhỏ nó đi đi tới đi lui, nó biết đi ra vườn đi ra ruộng là gì, chứ để tối ngày nó ở nhà nó ôm iPad iPhone ôm tablet không không tốt. Và đây là cái hệ thống tưới nước nha quý vị, hệ thống tưới nước cho cánh đồng bắp và cánh đồng hoa mặt trời nè, đó. Đó, dài chưa? Cái hệ thống tưới nước cho nguyên cánh đồng này mà xách cái gào mà tưới xách chừng nào cho hết. Đó, nó nguyên cả một cái dàn tưới dài như vậy luôn quý vị. Hay lắm. Cái bậc thang mình quay cho quý vị coi nha, đó nguyên một cánh đồng hoa mặt trời, ở phía dưới là cánh đồng bắp. Rồi, 10 phút đi về nha.